Gió mang nhỏ miền quê xin chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì chiều hôm nay mình sử dụng mấy cái da mà thường ngày mình lấy thịt để cuốn gỏi cuốn á. Thì cái phần da dư lại mình chỉ lấy thịt thôi, nên là có rất là nhiều da. Bữa nay mình chị Hồng cô Năm với mẹ sẽ làm cái món chả, chả da. Mình luộc hết phần da này rồi tí nữa mình cân lên thì mình sẽ bỏ thịt vô á, để xào lên xong rồi mình nhận vô cái hộp, hoặc là ai có thời gian thì mình cuốn thành cái đòn chả cũng được. Nhưng mà riêng mình thì mình trời mưa trời gió không có dây không có lá nữa, nên là mình sẽ nhận vô cái hộp luôn, rồi mình để vô ngăn mát tủ lạnh. Thì giờ mời cả nhà cùng theo dõi gia đình của mình nha. Giờ chị Hồng chỉ đang bỏ da vô cái nồi nước luộc. Thì cái nồi nước này mình sẽ nêm một chút muối, một chút bột ngọt, rồi mình cho giấm vô để mình luộc, để nó khử cái mùi da với cái da nó sẽ giòn hơn. Giờ chị Hồng chỉ đang cho da vô á. Lâu lâu cái mình đem da ra để mình làm một lần. Da này thì mình bảo quản trong tủ đông. Còn mẹ với cô Năm thì đang cuốn gỏi cuốn với bánh xèo. Còn mình thì sẽ làm nước chấm để mình bán buổi chiều nay nè. Còn thời tiết từ sáng giờ thì mưa, nên là chỉ có đơn hàng 5 cái bánh xèo. Giờ mẹ đang chiên để chút nữa mình giao cho khách. Trời mưa quá không biết làm sao nữa chị. Đây cái da nè, mình luộc khi nước nó còn hơi ấm ấm thôi chứ không quá sôi nha. Mình cũng canh mình thử da, chứ nếu mà luộc mềm quá thì hồi nữa nó xào lên nó sẽ không có ngon. Mình làm vừa tới thôi. Thì chị Hồng chỉ lóc da ra hết còn mỡ. Thì chị Hồng đang sắc cái mỡ mà lóc trong da ra, để chút nữa mình thắng mình chiên bánh xèo, bánh khọ. Cái bánh xèo của mình nữa, mình chiên bằng mỡ thì nó sẽ thơm ngon hơn, nó giòn hơn nữa. Chiên bằng dầu nó không có cái mùi thơm đặc trưng. Trời, tự nhiên gió mát đã gì không? Gió này buồn ngủ không chết luôn á. Còn đây là cái phần thịt nè. Để tí nữa chị Hồng chỉ sắc mỏng mỏng, rồi khi mình luộc dây heo xong mình cũng sắc mỏng, mình để chung vô mình xào với giấm. Mẹ của mình đang bắt đầu chiên nè, cái bánh xèo đầu tiên. Trời mưa cái không có đi tới đi lui được luôn á, bên ngoài đất đi dính chân. Trời, cái đầu tiên mà mẹ đổ tròn đẹp ghê không? Cô Năm vô bạn làm việc kìa nè. Cô đang cuốn gỏi cuốn. Cô cuốn đẹp quá chừng luôn. Trời mưa gió này ai đặt 50 cuốn như cô Năm có cuốn nha. Ngon. Sản phẩm của cô Năm làm nè, quá trời đẹp luôn. Cô Năm có xếp thịt với tép coi hấp dẫn quá ha. Tép này mình lột ra luôn nên là nhìn nó nhỏ thôi, nhưng mà ruột không à, ăn rất là ngon, nó mềm. Nãy giờ chị Hồng mình vớt mấy cái da heo ra nè. Giờ cô Năm vô phụ sắc với mẹ nè. Nãy giờ cô đi chiên bánh để mình giao á. Cảm ơn, mà quán xèo cũng được với chị Hồng chị cũng phụ sắc nữa, bị da quá nhiều. Nay chị Hồng chị cũng vô sớm nữa. Giờ mình đem bánh này đi giao nha. Cô Năm có chiên bánh này kéo ra 5 chú bánh xèo. Ở chắc đi về luôn á, nhanh nữa bạn. Đúng không? Không, chạy nè. Ngoài trời giờ đang mưa quá chừng luôn, bị bão hay gì mà mưa từ sáng sớm luôn á.
Mà nãy lên đây con đi lấy đồ cái vừa về tới nhà luôn là mưa lớn nha, lúc đi lâm râm hơi tạnh tạnh. Chị Hồng chỉ sắt chỉ dạt cái mỡ ra để tí nữa mình xào nó có độ kích dính á, có cái mỡ vô nó bị bở nó không có dính lại. Chị Lạng nhìn đẹp ghê không, cái này là vừa chín tới luôn hay chị Hồng? Tại lúc nãy trời mưa rồi mình không có quay cảnh mà vớt ra cho cả nhà xem được, tại mình nấu ngoài trời á. Chị Hồng chỉ vớt nhanh nhanh đang chỉ chạy. Chị Hồng mình cho da với thịt vô nè, giờ chỉ cho hành tỏi phi rồi đang nêm nếm gia vị nè. Chị cho hành với tỏi sống vô chị. Rồi nhìn hấp dẫn vậy ha. Giờ chỉ cho vô miếng hạt nêm, mình nêm cho đậm đà. Rồi chỉ cho vô miếng muối nè. Muối này muối thường nên cũng không có mặn lắm. Thường thường mình làm mấy món ăn như vậy thì mình làm muối thường nha, muối iốt mình khó lượng được, sợ nó bị mặn. Giờ chỉ cho đường vô. Rồi chỉ cho miếng nước mắm cho cái vị nó đậm đà hơn nè. Rồi chỉ cho miếng tiêu cho thơm. Cái món này thì mình cần phải có tiêu nha. Nếu mà có em nhỏ thì mình để ít, còn người lớn không thì mình để nhiều nhiều ăn cho nó thơm. Này giống lạp xưởng quá chị. Rồi chị Hồng chỉ trộn đều cho gia vị nè, da, thịt rồi nó thấm đượm như nhau. Bắt đầu chút nữa cái mình cho lên chảo mình xào cho thêm tí giấm. Nãy giờ chị Hồng mình nhồi á để cho nó thấm đều gia vị, giờ mẹ cô Năm sẽ trộn xào trên bếp. Mình cho một miếng giấm vô rồi để mình xào á cho nó có hậu hơi chua chua ngọt ngọt. Còn nếu mình không thích ăn cái vị chua thì mình khỏi cần xào giấm. Làm từ lúc trưa mà đến giờ này tối luôn rồi chưa ra được cái ổ chả nữa nè. Làm cái món chả này mình ăn thì ngon thiệt nhưng mà cực lắm. Phải cạo da, sắt luộc, rồi sắt da, sắt thịt. Rồi trộn, rồi xào. Giờ chuẩn bị vô chai nữa nè. Xào đến khi nào mà đổ nhựa thì mình vô chai nó mới tăng độ kích dính thì chả nó mới ngon. Nghe mùi thơm lắm nè. Ừ, thơm lắm, có tiêu nữa. Giờ chị Hồng sẽ cho nấm mèo vô. Nấm mèo. Cho bên cô Năm trước rồi. Chảo có cô Năm chắc nhiều quá chứ. Chảo nó to hơn mà mẹ. Mình người nhỏ làm chuyện nhỏ nè mẹ ơi. Tùy thiệt sức của mình hả? Quá là ngon rồi mẹ ơi, đảo đều chút nữa là ngon lắm luôn á. Cho nó hết nước nó keo lại rồi nó ngon hơn chút nữa. Cho nó sệt sệt kém sợi hả? Ừ. Nó dính rồi. Đổi tay vậy. Có một mình cô Năm cổ làm cái chảo của cổ nè. Ngồi nữa mình coi sản phẩm thì có ai ngon hơn nha. Cái này làm vậy có da, cái lâu lâu mình xào ăn thì ngon nè chị Hồng. Cái cây chả này chứ người ta bán cũng cái 100.000 ký à. Mắc lắm á. Ừ. Cái tại chị biết sao không? Cái công nó nhiều. Làm nửa ngày mà có bao nhiêu đây á. Ba người sắt á, chứ nếu mà một người ngồi sắt hết nhiêu đây là cũng đuối lắm á chị Hồng ơi. Mẹ đổi cho cô Năm cũng không được.
Mẹ đỡ cho năm mày hả? Mẹ đỡ cho năm mày, sợ năm mỏi tay. Những người thợ nè. Những người thợ. Giờ tới bắt đầu năm bơ. Năm giải lao. Em miếng hồng mới ăn xong mà. Mới thấy rồi chị. Cút cá. Đồ nó chạy kìa. Có ngon. Ờ đại chị cái nha. Giờ mẹ cô Năm với chị Hồng đang mình dồn vô chai nè. Ờ em lấy đi. Lấy giùm chị luôn đi ngon. Mình dồn nóng về thì nó sẽ tăng cái độ kích dính á, nên làm cho lẹ tay nè. Chút nữa mình để nguội cái để vô ngăn mát tủ lạnh. Gạo hỏi nổi không gạo? Nổi không mà đầu cái bự. Cái nào? Cái bự á. Cái bự hả? Cái bự của Hồng Cá. Cái bự ca. Cái nào lẹ lên như vậy? Cái bự. Ăn vàng không? Ăn kẹo sữa không? Gạo muối gì nữa không? 1.200 cục ngân. Em 3.000 đi. Ừ. Của mẹ đầy rồi. Chị Hồng với cô Năm cũng đầy. Chút nữa mình làm cho nó lòi lên để mình lấy cái túi bịch mình cột mình ghì nó xuống á. Cho nó cứng, nó dẻ lại. Còn nó lỏng lẻo quá thì mai mốt mình cắt ra nó không có dẻ. Giờ chị Hồng chỉ đang nhận vô cái chai dài nè. Chai đó là chai Coca. Còn mấy cái chai này là chai dầu ăn với nước mắm. Mẹ mình đang cột nè. Siết vô cho nó cứng á. Từ trước giờ mẹ cô Năm với chị Hồng làm cái món chả này nè. Cái này bự ghê. Chị Hồng chỉ bó xong rồi nè, quá thời gian thôi luôn cho nó chặt á. Để trong đây nó có độ kích dính và nó còn ấm ấm. Mình để cho nó nguội xong rồi để vô ngăn mát tủ lạnh nè. Ngày mai mình mới ăn được. Cái này đâu có cân đâu mà mỗi đòn là 800g. Đó. Còn cái này hơi yếu hơn chút xíu, 750. Ba đòn này hồi nữa mình cho mẹ cô Năm chị Hồng mỗi người đòn về ăn cho vui. Còn này cái cam cái lùn thì mình để lại, cái này cho anh Nhân đem về gọt cong. Còn cái lùn này thì mình để lặng ngày mai chẻ ra ăn thử cái chất lượng nó làm sao. Thì clip của mình cũng đã hết rồi. Mong cả nhà ủng hộ cho kênh Ăn Nhỏ Miền Quê nhiều hơn nữa để kênh mình ngày càng phát triển. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.